Và bây giờ là xin mời một doanh nhân, một người đã rất là xinh đẹp, nhỏ nhắn nhưng mà tràn đầy tài năng, tràn đầy kỷ luật và rất là ứng dụng thành công, đã giúp cho Phượng và hàng ngàn người đã có một cuộc sống thay đổi hơn. Cho Phượng xin mời mượn đôi bàn tay trái của anh chị đâu, đôi bàn tay phải của anh chị đâu, và hãy tu qua tu để xin mời nhân nhân Nguyễn Dạ Lan, Lan. vô cùng được ơn gia nhân chị Kim Phượng sáng nay đã hỗ trợ giống và kích hoạt siêu năng lượng cho mọi người. Cả nhà chúng ta có thể là gửi lời cảm ơn tới gia nhân chị Kim Phượng, cũng như là giúp cảm ơn tới gia nhân chị Đầu Hàng. Giọng đọc rất là hay đúng không ạ? Rất là cảm xúc luôn. Và Lan xin chúc cho tất cả các anh chị và cô chú có một buổi sáng thật là tràn đầy năng lượng, tràn ngập niềm vui, tràn ngập sức khỏe và mọi phúc lành tuyệt vời nhất sẽ tới với tất cả các anh chị và cô chủ của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cả nhà ơi, cho Lan xin hỏi là trong buổi dung ngày hôm nay có bao nhiêu anh chị, mình là người mới không ạ? Lần đầu tiên mình mới tham gia dung sáng nay, lần đầu tiên mình mới biết tới Lan, biết tới câu lạc bộ Tràng Đầy Hảo Vang, thì anh chị có thể là comment số 10 cho Lan được làm quen không ạ? Dạ rồi, rất là tuyệt vời ạ. Và cho Lan xin hỏi là trong buổi dung ngày hôm nay có bao nhiêu anh chị mình mong muốn có một sức khỏe vô cùng trọn vẹn, một cơ thể tràn đầy năng lượng, một bộ óc thiên tài và một trí tuệ minh mẫn, thì mình có thể comment tôi được không ạ? Và cho Lan xin hỏi là bao nhiêu anh chị mình mong muốn có một cuộc sống thành công về tài chính, thành công về sức khỏe, thành công về mối quan hệ, thì mình có thể comment tôi là người thành công được không ạ? Và bao nhiêu anh chị mình sẵn sàng hành động để biến điều này trở thành sự thật, có thể comment tôi sẵn sàng được không ạ? Dạ quá là tuyệt vời ạ. Và nếu như mà anh chị có mục tiêu đó, anh chị có ước mơ đó và anh chị có khao khát đó, thì thời khắc mà anh chị gặp được môi trường câu lạc bộ Tràng Đầy Hảo Vang là thời khắc mà anh chị hãy viết xuống giấy của mình đúng không ạ? Đây là cái thời khắc mà tôi sẽ thực hiện hóa tất cả những cái mục tiêu trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ từng bước chinh phục mục tiêu của tôi, tại vì môi trường câu lạc bộ Tràng Đầy Hảo Vang sẽ cho anh chị một cái bộ công thức nền tảng gốc rễ, giúp cho mình có thể là phát triển cái sự thành công vững chắc, cũng như là câu lạc bộ đã hỗ trợ cho Lan, đã giúp cho hàng nghìn anh chị trong hơn 5 năm vừa qua. Anh chị đã giúp cho rất là nhiều người, họ đã có thể từng bước chạm tới cái ước mơ của mình, điều đó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và trước khi bắt đầu vào buổi dung ngày hôm nay thì chúng ta hãy đưa bản thân của mình về trạng thái năng lượng đỉnh cao, một cái trạng thái lớn nhất, mạnh nhất, tần số cao nhất của vũ trụ, để mà anh chị có thể là đạt được mọi điều mình mong muốn một cách dễ dàng nhất nhé. Chúng ta hãy cùng Lan đặt tay lên trái tim mình. Đầu tiên chúng ta hãy gửi lời cảm ơn tới chính bản thân của mình, tới tiềm thức của mình, luôn vận hành, luôn làm việc để mà chúng ta có sức khỏe, chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình. Tuyệt vời, người bạn mà tuyệt vời nhất của chúng ta đúng không ạ? Biết ơn gia đình là một nguồn động lực rất là lớn lao để mà chúng ta có cái động lực tiến tới thành công hơn mỗi ngày. Và vô cùng biết ơn Chủ tịch Trình Huy, doanh nhân Nguyễn Diệm, doanh nhân Trương Vi và doanh nhân anh Nguyễn Thắng, doanh nhân chị Đầu Hà, doanh nhân chị Kim Phượng, cùng với tất cả các doanh nhân trong câu lạc bộ, và đặc biệt là các anh chị nhóm trưởng người đã hỗ trợ giao duyên để mà giúp chúng ta biết tới môi trường tuyệt vời này. Biết ơn mọi nguồn lực xung quanh của vũ trụ, wifi, điện, ánh sáng và tất cả đang hậu thuẫn cho anh chị thành công đúng không ạ? Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Dạ rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ dành ra 30 giây để mà chúng ta sẽ làm điều này. Và anh chị hãy luôn nhớ cái bí kíp này anh chị ha. Trước khi mà anh chị làm bất kỳ một việc gì, kể cả mình đọc sách, hay là mình ăn cơm, hay là mình đi đường, thì chúng ta đều làm cái việc này. Đó là gì anh chị nhớ nè, anh chị có thể comment giúp Lan đúng không ạ? Dạ đúng rồi, tuyệt vời ạ. Chúng ta sẽ ra quyết định rắc bùa phép màu cái kết quả mình mong muốn trước nhé. Tại vì lúc này anh chị sẽ triệu tập được 90% sức mạnh của tiềm thức để anh chị có thể là đạt được cái mọi mục tiêu của mình dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ cùng Lan dành ra 30 giây để chúng ta ra quyết định. Đối với những anh chị mới, Lan sẽ chia sẻ một xíu. Ra quyết định có nghĩa là anh chị sẽ ra quyết định, ví dụ trong cái buổi dung ngày hôm nay tôi sẽ học và tôi sẽ nắm bắt một cái bí kíp, hoặc là tôi sẽ giác ngộ một cái bài học nào đó và giúp cho tôi có thể là hoàn thành xuất sắc cái mục tiêu thành bại, hay là giúp cho tôi hoàn thành xuất sắc cái mục tiêu dài hạn trong cuộc đời của tôi, hoặc là những cái mục tiêu nào đó, thì anh chị sẽ đọc ra đúng ạ.
Tôi học 1 hiệu 10 và ứng dụng hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, kết quả lớn nhất của tôi. Dạ bây giờ anh chị và Lan có thể công ra quyết định nhé. Dạ rồi, rất là tuyệt vời ạ. Và nhà anh chị khi mà mình ra quyết định sống thì mình cảm thấy là mình tỉnh thức hơn ạ. Mình cảm thấy là mình có cái trí tuệ, rồi có cái sáng suốt, có cái sự bình an hơn ạ, có cái sự thông minh hơn ạ. Thì anh chị có thể comment số 10 giúp Lan được ạ. Cái này trước kia Lan cũng chưa có thói quen đâu anh chị, nhưng bắt đầu vào câu lạc bộ và mình thực hành đó thì mỗi khi mình làm cái gì mình chưa ra quyết định đó là mình cảm thấy là nó thiếu thiếu mình cảm thấy là nó kỳ kỳ rồi đó. Cho tới khi là mình biến thành cái thói quen của mình thì mỗi lần mình ra quyết định như vậy á, mình thấy mọi việc dễ dàng thuận lợi hơn rất là nhiều luôn anh chị ạ. Đặc biệt á, mà anh chị mà đi đường nhé, anh chị mà cứ ra quyết định như thế này á, là nói là anh chị đi đường á, là luôn an toàn, luôn thông thoáng. Và cả đất nước Việt Nam biết cái điều này là thôi, là đất nước Việt Nam mà lúc nào cũng gọi là bình an, hạnh phúc, rất là an toàn, rất là tuyệt vời anh chị. Nên là cái sự mình của mình là mình ứng dụng và mình lan tỏa cho nhiều người biết nữa, được không anh chị ơi? Hôm nay chúng ta qua một ngày rất là tuyệt vời, đó chính là mục đích và đam mê. Cái chương này ở nhà anh chị thấy cực kỳ hay ạ. Chào Lan xin hỏi là trong nội dung ngày hôm nay có bao nhiêu anh chị mình đã hiểu rất là rõ, mình đã viết xuống rất là rõ mục đích và đam mê trong cuộc đời của mình rồi, thì mình có thể comment số 9 giúp Lan ạ. Anh chị nào chưa có thì có thể comment số 8 giúp Lan đứng ạ. Dạ tuyệt vời, có một số anh chị á, là mình đã viết rất là rõ rồi, có một số anh chị là chưa đúng ạ. Nhé thì không có sao ạ. Sau cái ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ cùng nhau ứng dụng để mà chúng ta cũng sẽ rõ ràng ra cái mục đích, cái đam mê của mình đúng ạ. Và khi mà vào câu lạc bộ anh chị thì Lan rất là hạnh phúc, tại vì lần đầu tiên mà Lan đã biết tới cái mục đích sống cuộc đời của mình anh chị. Trước giờ Lan không có biết điều này luôn anh chị ơi. Cho tới khi mà Lan gặp câu lạc bộ thì Lan mới hiểu được vì sao mình sinh ra trên cuộc đời này, mình sinh ra trên cuộc đời này để làm gì. Trước đó thì mình chỉ biết là một ngày thì ăn cơm 3 bữa, rồi là mình ban ngày thì mình đi làm, còn tối về thì mình cho con học, cho con ăn, rồi mình ngủ nghỉ, rồi bắt đầu qua ngày mai mình lại tiếp tục như vậy, và mình cứ lặp đi lặp lại như vậy 30 năm cuộc đời anh chị. Cho nên hỏi bao nhiêu anh chị mình đã lặp đi lặp lại điều đó bao nhiêu năm rồi ạ? Và khi mà vào câu lạc bộ thì chủ tịch Chính Huy có nói là bạn đừng có sống trong 70 năm mà cứ lặp đi lặp lại và nghĩ đó là gọi là một cuộc đời, đó chỉ là 70 năm, nhưng mà bạn đang sống mỗi ngày là như nhau thôi đúng không ạ? Và bắt đầu vào thì Lan mới thấy được cái sự mình của mình, và khi mà mình thấy được sự mình của mình á, mình sống mình hạnh phúc lắm anh chị. Mình sống mình hành động rất là mạnh mẽ, rất là quyết liệt. Chứ ngay chữ là mình cứ là làm mà giết thời gian. Bữa nay mình có sự mình có mục đích rồi á, thì mình từng dùng từng cái thời gian của mình để thực hiện cái điều đó. Và mỗi tối anh chị Lan đều cầu nguyện cái điều này luôn. Lan đều cầu nguyện là sao ạ? Con rất là biết ơn vũ trụ và tiềm thức đã giúp cho con gặp được câu lạc bộ Chàng Trai Hở Vang, đã giúp cho con thấy được sự mình của mình. Sự mình giúp cho hàng triệu người có cuộc sống tích cực, vui vẻ, yêu thương, hạnh phúc, thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc cho mọi số ở đây. Và xin người hãy giúp cho con thành công nhanh, để con biết cái công thức đúng đắn nhất để con chia sẻ cho mọi người.
Vì con thành công thì con mới có thể trao giá trị cho mọi người được. Và nhờ như vậy anh chị, mình lại có được cái sự hậu thuẫn của vũ trụ trong cái công việc của Lan luôn anh chị. Và như anh chị có công cái sự mình của Lan ạ. À? Anh chị có thể comment tôi đúng ạ. À? Mọi anh chị thì sẽ có những cái khác nhau đúng ạ. À? Khi mà Lan vào anh chị ta bắt đầu Lan được đồng hành thì Lan là khi mà mỗi lần mình được nghe những cái người mà họ đi trước mình á, và mình nghe họ họ chia sẻ về cái sự mình của họ, và lúc đầu thì Lan chưa có hiểu, lúc đầu nghe doanh nhân Trần Vy nói Lan cũng hiểu doanh nhân Trần Vy nói là nó là Vy muốn là thành công nhanh để mà Vy cùng các nhà lãnh đạo của công ty là thực hiện cái sự mình công họ. Lúc đầu mình hiểu mình nào thành công thì để mà có tiền để cho gia đình mình rồi chứ chứ thực hiện sự mình công các lãnh đạo là sao, mình không có hiểu thật sự. Và tới khi mà mình bắt đầu ngậm dưng thì mình thấy anh chị những người thành công đó, họ đã lên một cái level cao hơn, có nghĩa lúc này họ đã bước ra được cái cơm áo gạo tiền rồi. À, cơm áo gạo tiền đối với họ và gia đình họ là họ dư sức rồi anh chị, nhưng mà lúc này họ muốn điều gì, họ muốn phụng sự, họ muốn là họ nhìn những cái mảnh đời ngoài kia là họ cảm thấy rất là xót, và họ muốn là phải mình phải là một cái phần nào đó mình có thể là giúp cho một người nào đó họ cũng có thể thay đổi cuộc sống. À, bao nhiêu anh chị á, là ở đấy á, là mình có cái nhu cầu đó, đây là nhu cầu của con người luôn anh chị nhé. Nhu cầu có nghĩa là giống như tác giả nói là sao ạ? Giống như là cái điều đó đối với bạn là hơi thở chứ bạn không cần phải cố gắng nữa. Nhu cầu mong muốn là phụng sự trao giá trị giúp đỡ mọi người, anh chị có thể comment số 10 giúp lành đứng ạ. À, trời ơi anh chị biết mà. Và khi mà mình có cái sự mình này anh chị thì bắt đầu Lan cộng ra quyết định nhé. Lan ra quyết định đó là Lan sẽ có mối quan hệ thân tình với doanh nhân Trân Vy, với doanh nhân Nguyễn Diệm, với chủ tịch Trịnh Huy. Lan cũng đạt được anh chị. Bắt đầu Lan cộng ra quyết định đó là Lan sẽ có mối quan hệ thân tình với những nhà lãnh đạo trong công ty của Lan, và Lan đang hợp tác với công ty là số 1 thế giới. Nên là để mình mà có mối quan hệ thân tình với những nhà lãnh đạo đó thì mình phải đạt cái vị trí lớn, mình cũng phải đạt cái vị trí là lãnh đạo trong cái công việc của mình, và mình cũng phải biết cách mà tạo mối quan hệ thân tình nữa. À, rất là tuyệt vời anh chị. À, khi mà Lan ra đến như vậy là trong ngày hôm qua là có một người mà Lan cũng rất là ngưỡng mộ người đó là giám đốc trong cái công ty của Lan luôn anh chị, là họ chủ động họ nhắn tin cho mình luôn, là họ mời mình tham gia một cái tiệc anh chị và họ chủ động nhắn tin cho mình để mà mời mình như vậy. Bình thường anh chị là mình chỉ nhận được qua email thôi, nhưng mà Lan được gọi là anh giám đốc công ty là nhắn tin riêng để mà mời mình luôn là mình thấy ô cái quyết định của mình đó là mình có mối quan hệ thân tình với những nhà lãnh đạo đó là đang được thực hiện. Anh chị thấy ví dụ không ạ? À, còn trước đó là mình đâu biết làm bằng cách nào đâu, nhưng mà khi mình ra quyết định đó thì sao ạ? À, trong quá trình đó là tự nhiên là tiềm thức dẫn dắt để giúp cho mình đạt được điều đó, nên là anh thấy là ồ tiềm thức tuyệt vời, rất là vi diệu luôn. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại một xíu trong ngày hôm qua anh chị nhé. Thì ngày hôm nãy là chúng ta vừa học một cái chương rất là tuyệt vời, đó chính là cái mục đích và đam mê. Còn ngày qua thì chúng ta cũng đã học về cái chương là giàu có đúng không anh chị? Yes, và chúng ta sẽ cùng nhau ứng dụng anh chị ha. Thì tác giả có chia sẻ là sao ạ? Yes, có nghĩa là chúng ta cần phải có một cái mục tiêu về tài chính một cách rõ ràng là bao nhiêu. Mỗi tháng như vậy thì anh chị sẽ photo ra những cái tấm xét nghiệm màu. Tấm xét nghiệm màu là giống như vậy nè anh chị. Bao nhiêu anh chị mình đã có cái tấm xét nghiệm màu rồi ạ? Xét nghiệm màu là như vậy anh chị ha. Anh chị nào chưa có thì mình có thể xin nhận trưởng mình cái tờ mẫu á, để anh chị có thể in ra đúng ạ. Hoặc là anh chị có thể mua ở trên trên shopper hay là Lazada thì người ta cũng có bán cái này anh chị ha. Thì anh chị sẽ in ra những cái tấm xét nghiệm màu như vậy, khá là anh chị hãy in nhiều cái nhé. Thì để mà mỗi tháng là mình sẽ có luôn. Thì ngoài cái tấm xét nhiệm màu 30 ngày á, chị Thanh vẫn chưa có thì chị có thể liên hệ với bạn Thiên Thu nhé.
Ngoài cái tấm séc 30 ngày á, thì anh chị hãy chuẩn bị thêm vài tờ nữa. Ví dụ như anh chị có thể là ghi vào cái tấm séc 6 tháng. 6 tháng thì mục tiêu lớn hơn anh chị. 6 tháng thì thường đôi khi là ví dụ như là 30 ngày thì mình sẽ 9 con số. Nhưng mà đôi khi 6 tháng là mình sẽ có cái mục đích là 10 con số. Thì anh chị hãy viết ra như vậy anh chị ha. Viết ra cái mục tiêu mà mình để mình hướng tới anh chị. Chứ không mà mình đạt mục tiêu xong á, thì mình cần phải biết được rằng là cái mà mình hướng tới tiếp theo là gì, thì tiềm thức mới biết để mà thực thi cho mình. Và sau đó mỗi ngày á, thường là anh chị có thể là để những cái nơi nào mà gần mình, ví dụ như là nơi bàn làm việc của mình ở ngay cái máy tính của mình, để mà mình nhìn thấy được cái tờ tiền nhiệm màu của mình, đúng không anh chị ơi? Tiếp theo đó là anh chị có thể là để ở trong phòng ngủ của mình, những nơi mà anh chị có thể là hay nhìn thấy nhất. Anh chị có thể là để ở nơi phòng làm việc, nói chung là khoảng 4-5 chỗ vậy đó anh chị, hoặc là thậm chí là trong cái màn hình nền điện thoại luôn. Và ít nhất anh chị nhé, cái này là ít nhất, còn nhiều hơn càng tốt ạ. Ít nhất là một ngày anh chị phải có 2 lần. Và mình nhìn vào cái tấm séc nhiệm màu của mình, và anh chị hình dung tưởng tượng rằng đó là mình đã có cái số tiền này rồi, mình đã có cái số tiền này rồi anh chị nhé. Rồi, bao nhiêu anh chị đã hiểu phần này có thể comment tôi đúng không? Và cái cách thức này là nó ứng dụng anh chị, ví dụ như là ngày mới bắt đầu vào câu lạc bộ lúc đó là chưa dương tài chính anh chị. Và khi mà mình nghĩ về cái số chưa dương đó thì mình rất là chết, mình cảm thấy không thoải mái. Thì bắt đầu là nó ứng dụng cái phương pháp này, mình bắt đầu mình viết ra nhiều hơn cái số tiền mình muốn anh chị, mình viết ra cái tấm séc nhiệm màu ngày tháng năm nào mình đạt được. Thế là mỗi khi mà mình có cái suy nghĩ không tích cực về cái khoản tiền chưa dương của mình á, thì Lan đã nhìn vào cái tấm séc nhiệm màu này và mình hình dung tưởng tượng là ngay bây giờ mình đã sở hữu cái số tiền này rồi, và mình đã giải quyết hết những cái khoản chưa dương của mình rồi. Lúc đó là mình nhìn thấy cái hình ảnh là mình đã trả hết những cái khoản chưa dương, và mình đã nhìn thấy cái hóa đơn là có cái dấu mộc đỏ của công ty, của ngân hàng đó, là họ thông báo là mình đã đóng hết những cái khoản đó rồi. Lúc đó mình bắt đầu mình hạnh phúc, mình cảm thấy happy, mình sống sự như thế nào, thì mình sẽ chuyển qua cái cảm xúc đó được không anh chị ơi? Bao nhiêu anh chị nắm rất là rõ ạ. Dạ, hãy dành thời gian để mà tập trung vào những hình ảnh đó anh chị ha. Anh chị tưởng tượng xem khi mà mình có được số tiền này rồi á, thì cuộc sống của mình là tuyệt vời như thế nào. Số tiền này của mình nó có được cái sự tự do tài chính hơn đấy, có thể giúp cho anh chị là quyên góp một phần nào đó vào từ thiện, sẽ có một cái khoản tiền nào đó để mà các anh chị có thể là cảm nhận cuộc sống của mình. Mình không còn phải nghĩ về cơm áo gạo tiền nữa, đúng không ạ? Mình rất là vui, mình rất là hạnh phúc, mình cảm giác tự do như nào. Có thể là mình sẽ có những cái chuyện du lịch vòng quanh thế giới cùng với gia đình của mình. Nói chung là anh chị phải nghĩ tới cái cuộc sống của mình tuyệt vời như thế nào. Và càng nhiều việc làm càng tốt. Khi mà các anh chị có được cái khoản tiền đó thì chủ đích để mà mình gia tăng cái cảm xúc, đúng không anh chị ơi? Gia tăng cái cảm xúc của mình lên. Và mục tiêu của chúng ta đặt ra anh chị ha, mục tiêu mới ấy, thì đôi khi tiềm thức của mình là nó cũng chưa tin mình, nên là mình cần phải sử dụng cái phương pháp gì mà hồi tối chủ tịch Trần Huy mới chia sẻ. Phương pháp đầu tiên là phương pháp gì ạ? Để mà anh chị cài đặt lại tiềm thức, giao tiếp với tiềm thức của mình ạ. Anh chị có thể comment giúp Lan ạ. Và như anh chị mình có học cái buổi tối hôm qua ạ. Dạ, chị Trâm ngồi tuyệt vời quá. Dạ đúng rồi, chị Thu Lê. Từ kỳ ám thị lặp đi lặp lại đúng không anh chị ơi? Lặp đi lặp lại liên tục như vậy để mà nó tạo ra được cái sự chắc chắn là mọi thứ đã xảy ra rồi. Nó phải có cái sự chắc chắn như vậy anh chị ha. Anh chị hình dung tưởng tượng cho đến khi mà bên trong của mình anh chị, nó phải có được cái sự chắc chắn như thế là mọi thứ đã xảy ra rồi. Và hình dung anh chị vẽ ra được cái bức tranh rất là chi tiết, bức tranh của mình. Và nếu như mà mình sao ạ, mình không có động công thức anh chị, là mình sẽ bị sao ạ, mình không có bị an toàn đó anh chị. Nhiều người là sao ạ, giả sử là ví dụ như là mình cũng hình dung đúng không anh chị, nhưng mà có nghĩa là mình rất là thích tiền, mình rất là thích nhiều tiền, nhưng mà bên trong mình á, thì mình thường để cho tâm trí của mình á, là suy nghĩ vào á, ồ hôm nay á, là tới cái thời gian là mình phải giải ngân rồi, mình phải đóng ngân hàng rồi, hay là hôm nay là phải đóng hóa đơn tiền điện tiền nước hay là tiền học cho con. Vậy thì theo anh chị tiềm thức sẽ hộp cái gì ạ? Anh chị phải luôn nhớ cái điều này nhé.
Có nghĩa là mình phải nhớ và mình phải khắc cốt ghi tâm luôn anh chị. Có nghĩa là tiềm thức và luật hấp dẫn sẽ không hút những cái điều mình muốn. Tiềm thức và luật hấp dẫn sẽ thu hút cái điều mà anh chị suy nghĩ bên trong tâm trí của mình suốt cả ngày. Được không anh chị ơi? Dạ và nhà anh chị mình đã rất là nắm rõ điều này, có thể comment tôi giúp Lan ạ. Nắm rất là rõ và phải ứng dụng để mình trở thành một chuyên gia luôn anh chị ạ. Yes, chứ Lan thấy nhiều anh chị là mình biết cái công thức này rồi. Nhưng mà khi mà hỏi nói chuyện thì sao ạ? À, toàn là tập trung vào cái điều mình không muốn thôi. À, thì anh chị thích thì anh chị cứ tập trung thôi. À, thì anh chị thích là cái điều đó nó quay lại với mình một lần nữa thì mình cứ tập trung thôi. Còn nếu như mình muốn là tương lai của mình đó là sao ạ? Thì kết quả phải khác, phải thay đổi. Thì nó sẽ được hình thành từ ngay bây giờ, ngay cái giây phút mà anh chị đang ở đây công lành. À, anh chị phải thay đổi lại cái suy nghĩ của mình, cái hình ảnh mà anh chị cảm xúc và suy nghĩ suốt cả ngày. Đúng ạ. Dạ, giống như là ngay trước này anh chị, các doanh nhân của mình đó là được khóa học bên thầy Tony Robbins á. Thì lúc đó là thầy có một quy trình là phải bước qua lửa anh chị nhé. Mà anh chị biết đúng rồi, cái chứng của mình mà bước qua lửa thì theo anh chị điều gì sẽ xảy ra? Anh chị có comment à, anh chị không cần comment cũng được, nhưng mà anh chị hiểu là cái chứng mà mình bước qua lửa là không an toàn đúng không anh chị? Dạ, nó bị phỏng chân liền. Nhưng mà anh chị biết là thầy đã cho mọi người sử dụng cái bí kíp này anh chị, cái phương pháp này anh chị, có nghĩa là tiềm thức của mình đó, nó sẽ có khả năng là ghi khắc những cái điều mà mình lặp đi lặp lại và biến cái điều đó trở thành sự thật. Thì trong nguyên một ngày hôm đó anh chị, là trong vòng 4 tiếng, là thầy chỉ cho cả hướng là cái hội trường hơn 30.000 người của thầy trong đó, là thầy chỉ cho mọi người là hình dung tưởng tượng lặp đi lặp lại, là thay vì mà bạn suy nghĩ là bạn bước qua cái đống lửa thì bạn hãy suy nghĩ là bạn đang bước qua một cái rêu xanh, một cái rêu xanh rất là mạnh, một cái rêu xanh rất là mạnh, và thầy cho hình dung tưởng tượng từ sáng tới tối trong ngày hôm đó luôn anh chị. Yeah. Và anh chị con nhớ là cái ngày đầu mà Chủ tịch Trịnh Huy có chia sẻ đúng không ạ? Có nghĩa là bộ não của mình là nó sẽ có khả năng là bóp méo sự thật tới nỗi mà lửa đó mà mình hình dung quá là rêu xanh mà mà bộ não mình nó tín là thật luôn anh chị. Nhưng mà sau đó là sao ạ? Mà bắt đầu là thầy mà cho hơn 30.000 anh chị đó là đi qua lửa anh chị nhé. Nhưng mà sau đó trong đó cũng có những người là họ không có tín và bắt đầu họ cũng không có an toàn cái chứng của họ anh chị. Nhưng mà các doanh nhân trong câu lạc bộ mình hết là được đó là sao anh chị? Trời ơi, cực kỳ an toàn luôn nhé. Không có ai là suy nhê gì hết luôn anh chị. Bao nhiêu anh chị thấy cái điều này quá là tuyệt vời ạ. Và thầy cho mình thấy được cái sức mạnh thực tế như vậy luôn đó anh chị. Dạ, nên là cái nói chung là cái này là có cái sự giám sát cũng như là thầy đã giúp cho mọi người làm những cái quy trình rất là kỹ. Dạ chứ mình không có làm theo anh chị hả? Anh chị lưu ý giúp Lan ạ. À, thầy là thầy là bậc thầy tiềm thức rồi nên là thầy giúp cho mọi người làm được. Còn mình thì mình không có làm thử những cái điều này, nhưng mà anh chị có thể làm thử những cái mục tiêu trong cuộc đời của mình được không anh chị ơi? À, chứ mà mình mà ngày xưa đúng không anh chị, mình mà xem phim mình mà đi qua lửa là mình chưa an toàn, và mình nghĩ tới cái điều đó là đôi khi mình cũng sợ đúng không ạ? Và các doanh nhân nói rằng là khi nghĩ tới cái điều đó cũng sợ, nhưng mà mình tin anh chị, tại vì mình biết tiềm thức rồi và bước qua cái veo luôn. À, là cái chân mình rất là tuyệt vời, rất là an toàn, tuyệt vời quá anh chị ha. Nên đó là mình cũng đặt mục tiêu là mình cũng phải bước ra thế giới để mà mình được học từ những người tuyệt vời như vậy. Yes. Nên đó là mình cần phải có được một cái năng lượng anh chị. Khi mình có năng lượng đó, thì mình mới có năng lượng. Nên là thành ra để mà cơ thể của anh chị ở cái trạng thái năng lượng đỉnh cao thì đầu tiên là cái tâm trí của mình là phải tập trung vào cái kết quả mà anh chị mong muốn đạt được thì mình mới có năng lượng được. Và anh chị nào mà ứng dụng được cái điều này là tất cả mọi việc mà hiện tại trong cuộc đời của anh chị mà cho dù như thế nào là anh chị cũng đều bước qua một cách bình an. Anh chị có thể comment giúp Lan là tập trung vào kết quả mà anh chị mong muốn đạt được. Tại vì trong cái
cuộc sống hàng ngày đôi khi mình bị tập trung vào những cái vấn đề ấy, anh chị. Và khi mà mình cứ tập trung vào vấn đề và mình nghĩ ô cách này cũng được, cách này cũng được, cách này làm sao mà được, là nói ví dụ đơn giản thôi. Khi mà mình chia sẻ một khách hàng đúng không anh chị, và nếu như mình tập trung vào vấn đề ấy, thì mình sẽ thấy là ồ người ta nói là ồ chị không có tiền, chị không có thời gian, chị không có khỏe đúng không? Và mình nghĩ là ồ chắc là những cái vấn đề này thì khách hàng của mình không có mua hàng của mình đâu. Nhưng mình tập trung vào kết quả cuối cùng là gì ạ? Thì khách hàng này họ có cái nhu cầu sản phẩm của mình. Và nếu như mà họ không có mua hàng của mình thì họ cũng sẽ phải mua hàng của một người nào đó. Và cái sản phẩm của mình là số 1 mà. Và đã kinh doanh là kinh doanh sản phẩm số 1. Kinh doanh sản phẩm là phải 10 điểm. Nên là tại sao mình lại không giúp cho khách hàng của mình họ sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của mình? Nên là cái kết quả cuối cùng á mà mình tập trung tới là gì? Làm như thế nào để mình có thể giúp cho cái khách hàng này tốt nhất, họ có thể nhận được cái giá trị tốt nhất từ kết quả của mình. Và thế là từng cái tế bào, từng cái lời nói, từng cái hành động của anh chị đối với từng khách hàng đó là mình chỉ tập trung vào làm thế nào để giúp cho chị này họ có thể là đạt được cái kết quả tốt nhất. Thì sao ạ? Hết thì không hiểu sao nhé. Người khách hàng này đầu tiên là họ cảm thấy là họ giống như là không phải là một khách hàng tiềm năng, nhưng mà sau đó vì anh chị tập trung vào kết quả, tự nhiên là họ đồng hành cùng anh chị luôn, họ trở thành một khách hàng rất là tuyệt vời của anh chị luôn. Bao nhiêu anh chị mình từng kinh doanh và mình đã từng trải nghiệm cái điều này có thể comment tôi giúp lành đúng ạ, rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Cho nên là cái việc của mình là tập trung vào kết quả anh chị. Và cả anh chị cần có một cái câu gọi là thân chủ nhé, một cái câu mà tuyên bố để mà nhắc nhở mình luôn á, nhắc nhở mình trên hành trình mà mình tiến về phía trước. Chẳng hạn như mà đôi khi mà đi qua lửa anh chị, thì thầy Tony Robbins đúng không, bảo rằng là cần phải đọc một cái câu mà dịch ra tiếng Việt đó là rếu mát anh chị rếu mát dạ đúng không, là mình phải nhìn lên trên, mình không có được nhìn xuống dưới lửa. Mình mà nhìn xuống dưới anh chị là cái chân của mình á là bị phỏng liền, là mình ráng chịu. Tại vì mình nhìn xuống dưới vậy là mình không còn năng lượng anh chị. Nên là cái này mà Lan đã áp dụng vào cái công việc kinh doanh của mình. Ví dụ như đặc biệt là anh chị nào kinh doanh mà có đội nhóm, là bắt đầu giả sử như mà trên cái hành trình đó và anh chị bắt đầu có đội nhóm, anh chị sẽ nhìn xuống đúng không ạ? Anh chị sẽ nhìn xuống đội nhóm của mình. Và họ mới mà anh chị, làm sao mà họ có kết quả bằng anh chị? Và sau đó là mình nhìn xuống và mình thấy họ chưa có kết quả, họ tháng này này, họ tháng này kia. Cái là mình cũng bị tụt năng lượng theo họ luôn. Đồ nhỏ mình vui thì mình vui, đồ nhỏ mình năng lượng thì mình năng lượng, đồ nhỏ mình không năng lượng thì mình không năng lượng. Và lúc đầu Lan cũng gặp cái trường hợp này anh chị, nhưng mà sao bắt đầu Lan áp dụng cái quy trình này, có nghĩa Lan chỉ nhìn lên thôi, Lan không có nhìn xuống dưới. Nhìn lên là nhìn gì ạ? Lan sẽ nhìn những cái lãnh đạo của mình, Lan sẽ nhìn những cái người mà họ tạo ra kết quả rồi, và mình sẽ đi theo họ, mình sẽ chạy theo họ, và đồ nhỏ mình sẽ chạy theo mình. Vậy là cả đội nhóm cùng chạy. Chứ bây giờ mà kéo kéo một người là đôi khi còn đi mà đi từ từ đúng không ạ? Trời ơi, bây giờ anh chị thử kéo hai người xem, anh chị đi nổi mà bị họ kéo ngược lại luôn. Và nhờ anh chị thấy cái điều này là rất là thực tế, có thể comment tôi giúp lành được ạ. Nên là anh chị nhìn lên anh chị, và cái điều đó giúp cho Lan đi nhanh hơn, mà cũng giúp cho đội nhóm của Lan họ phát triển nhanh hơn luôn. Thì đầu tiên anh chị là mình nhìn lên trên hay như thế nào á, mình không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình nhìn xuống dưới là cái tâm trí của mình nó sẽ bảo sao ạ? Ôi giời ơi, tiêu rồi, xong luôn rồi. Đúng ạ. À, tiềm thức của mình á, là chỉ cần là ra một cái mệnh lệnh gì đó thôi là xong liền, là thấy cái vấn đề. Mình nhìn thấy được cái hình ảnh là mình đã qua được cái bờ bên kia rồi. Miệng thì mình phải luôn đọc cái câu thần chú là ríu mắt, chân mát mẻ, đúng ạ. Và mình làm động những cái bước này, trước khi mà bước qua lửa thì mình phải đưa cái cơ thể của mình về trạng thái năng lượng đỉnh cao đúng không ạ? Và sau trên cái hành trình đó mình đi quá thì mình phải tập trung nhìn vào kết quả mình mong muốn. Thì có một câu gì đó, một cái câu tuyên bố gì đó để mà luôn nhắc nhở mình tiến lên phía trước. Và anh chị biết đó là thầy đã làm cho là hơn mấy chục nghìn trong cái buổi hội trường đó, là hình dung tưởng tượng anh chị, gọi là ngồi cũng tưởng tượng, nằm cũng tưởng tượng. Là bắt đầu là sao ạ? Hành động từ bên trong tâm trí của mình trước anh chị, hành động đưa cái cơ thể của mình vào cái trạng thái năng lượng đỉnh cao, sau đó mình mới bắt đầu là nhìn lên trên và mình đặt một câu tuyên bố. Và cuối cùng là sao ạ? Cuối cùng là đi qua được an toàn. Nên là cuối cùng Lan, khi mà Lan luôn nhìn lên trên lãnh đạo của mình là sao ạ?
và bắt đầu mình lại giúp cho mình đạt những cái vị trí trong cái công việc của mình nhanh hơn anh chị, dễ dàng hơn. Thành ra đây cũng là cái cùng một cái hành trình khi mà anh chị thực hiện cái mục tiêu, đạt cái mục tiêu của mình á. Cái gì cũng cần ứng dụng anh chị, và quy trình này là quy trình đầu tiên mà mình phải biết được cái kết quả khi mình muốn là cái gì, và anh chị phải hình dung tưởng tượng nhiều lần cho tới khi mà nó tạo ra cái sự chắc chắn ở bên trong. À dạ, chứ mình sao ạ? Mình cứ tập trung vào cái vấn đề là không có được. Mà anh chị chỉ cần là lặp đi lặp lại thì bắt đầu nó sẽ tạo ra một cái đường rãnh bên trong cái bộ não của mình. Và 2 lần nó sẽ tạo ra cái đường rãnh, một cái đường rãnh là nó sẽ đầm hơn. Và cứ 3 lần, 4 lần, 10 lần như vậy thì sao ạ? Nó sẽ trở thành vô thức của mình luôn anh chị. Nó sẽ trở thành một cái niềm tin vô thức của mình luôn. Và khi mà mình bắt tay vào hành động thì sao ạ? Mình phải đưa mình về cái trạng thái năng lượng đỉnh cao nhất. Mình không có đưa cơ thể của mình vào cái trạng thái là đỉnh cao nhất là anh chị, thì trên cái hành trình mà anh chị thực hiện mục tiêu là nó không có dễ dàng đâu. Giống như là ở đây là hôm bữa là chúng ta cũng được anh Tony Phú chia sẻ thành công đúng không ạ? Trước khi mà anh gặp một khách hàng đó là anh đã liên tục làm cái quy trình lặp đi lặp lại quy trình VAKS. Lúc này là mình đã đạt được cái kết quả cuối cùng đó là mình đã ký được hợp đồng với khách hàng này rồi. Sau đó anh lặp đi lặp lại cho tới khi là trở thành cái niềm tin. Và cái lúc đó là chia sẻ với khách hàng, tự nhiên là cái tâm của anh tập trung hơn. Từng tế bào trong cơ thể của anh, tâm thần trí của anh tập trung hơn. Nên là cái lời mình nói ra tự nhiên là nó kéo theo cái tình yêu, nó kéo theo cái năng lượng anh chị. Và cuối cùng là anh cũng đã ký được hợp đồng là hơn 2 triệu đô luôn. Và như anh chị thấy rất là vi diệu ạ. Nhưng mà nếu như mình không có làm cái này trước nha, là anh chị có thể thấy là từ những cái lúc mình ở trường với khách hàng mình nói hơi khô khan hay sao, đôi khi mình nói chưa có đắc nhân tâm lắm, và đôi khi mình chỉ nói một cái câu nào đó lỡ lời thôi. Dạ, nhưng mà sao ạ, có thể là làm cho mình là không có giữ được cái khách hàng đó. Mà anh chị đưa mình vào cái quy trình này thì anh chị sẽ thấy cái hiệu quả lớn hơn rất là nhiều. Nên là đặc biệt mà anh chị nào mình đang kinh doanh mà mình không có học về luật hấp dẫn, mình không có hiểu về luật hấp dẫn thì anh phải nói là mình rất là phí luôn anh chị. Và đặc biệt là sao, trên cái hành trình mình đi thì nó chưa được dễ dàng luôn. Nên là mình học để mình ứng dụng, và mình giúp cho những cái người đồng hành của mình cũng ứng dụng như vậy thì sao, anh chị sẽ tạo nên một đội nhóm, một doanh nghiệp cực kỳ mạnh, cực kỳ tuyệt vời, được anh chị ha. Và khi mình đưa về mình cái trạng thái năng lượng đỉnh cao ngay lập tức á, là cả anh chị sẽ thấy rằng là trên cái hành trình mình thực hiện mục tiêu của mình á, là nó sao, nó sẽ dễ dàng hơn. Và khi mà cả anh chị tham gia vào cái nhóm rèn luyện tâm thần trí thì câu lạc bộ hướng dẫn cho mình động những cái cách để mà giúp cho anh chị có thể là đưa mình về cái trạng thái năng lượng đỉnh cao. Các anh chị có thể say yes, các anh chị có thể kích neo để mà anh chị có thể là thay đổi cái năng lượng, cái cảm xúc bằng cái cơ thể của mình, bằng cái body của mình, bằng cái cơ thể vật lý và cái cách mà chuyển đổi ngôn từ, bằng cái cách mà sự tập trung vào cái kết quả mà anh chị mong muốn kết hợp trong cái nhóm rèn luyện tâm thần trị. Thì anh chị sẽ được học cái mô thức của người thành công, cái mô thức của người thành công. Khi mà mình bắt tay vào mình hành động rồi á, thì mình phải chuyển đổi cái năng lượng của mình anh chị ha. Mình phải chuyển đổi năng lượng của mình liền. Mình phải đưa cái cơ thể của mình vào cái trạng thái là năng lượng đỉnh cao nhất thì mới được anh chị. Chứ còn mình làm siêu siêu á, là không có được đâu. Siêu siêu á, là anh chị biết rồi. Ví dụ như là trong một cuộc đàm phán thôi, mà bà nhà anh chị đồng ý với anh là người nào có năng lượng cao hơn thì người đó là dễ dàng thành công hơn ạ. À. Người đó sẽ chiếm ưu thế hơn ạ. Đây là kết quả mà anh chị mong muốn. Một câu gì đó. Ví dụ như anh chị có thể nói là sao? Tôi có thể làm được tất cả mọi thứ nhờ vào sức mạnh của tiềm thức. Cái câu thứ hai để mà có thể là hãy nhắc nhở chính mình. Để mà có thể là tạo ra mình làm việc để mình kinh doanh, để mình tạo ra giá trị, nên là mình là người có giá trị. Và nơi nào có giá trị á, thì nơi đó sẽ có tiền, đúng không ạ? Và lúc nào mình cũng nhắc nhở mình là người có giá trị. Và nơi nào có giá trị á, ở nơi đâu thì mình hãy tới nơi đó. Và nơi nào có giá trị á, thì nơi đó có tiền. Mình tập trung vào cái việc á, là trao giá trị.
giúp đỡ cho mọi người. Còn nếu như mà mình chỉ tập trung về tiền thôi anh chị thì nó sẽ hơi áp lực đúng anh chị. Tháng nào mình cũng sẽ nghĩ tới đúng không? Dạ. Tại vì anh chị có khi mà anh chị bắt đầu thực hành cái chuỗi 28 ngày lòng biết ơn và bắt đầu anh chị cũng đọc tới cái chương ngày hôm nay đúng không anh chị, chương số 7 thì anh chị có thấy rằng là cuộc sống này mình hiện tại này là sao để thiết kế cho mình có cái được sự hạnh phúc đúng không ạ? Chứ không phải là tháng nào mình cũng đặt mục tiêu rồi tháng nào mình cũng cảm thấy áp lực về mục tiêu hết trơn. Trời ơi sao chưa đạt được mục tiêu. Rồi làm sao để đạt được mục tiêu đây, rồi làm sao bán được nhiều hàng đấy. Thì sao sẽ khiến cho anh chị là không có tận hưởng được cái cuộc sống. Vậy thì thường là gì ạ? Có những cái suy nghĩ như thế này nè anh chị, cứ mỗi tháng anh chị làm một cái mục tiêu đúng không anh chị, mục tiêu 30 ngày hoặc là mục tiêu 6 tháng. Nhưng mà sao ạ? Khi mà mình đặt ra cái mục tiêu 30 ngày xong á thì mình vẫn biết rằng là mình đang là đối tác của vũ trụ. Nên là việc của mình là mình tạo ra giá trị, mình giúp đỡ cho nhiều người. Còn phần còn lại là vũ trụ lắm. Và khi mà Lành thực hiện cái điều này anh chị, và trên cái hành trình của Lành thì sao ạ? Cái việc của Lành là tập trung vào để mình có thể hoàn thành cái mục tiêu mỗi ngày của mình tạo ra cái giá trị lớn nhất. Còn lại là mình tin tưởng vào vũ trụ. Vũ trụ đang mang cái kết quả nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất đến cho mình. Vũ trụ luôn mang đến những cái điều tốt đẹp nhất cho mình. Nên cái việc của mình đó là tạo ra giá trị, giúp đỡ cho người khác bằng cái sản phẩm và cái dịch vụ của mình, giúp đỡ cho người khác họ đạt được cái mục tiêu của họ. Thì mình sẽ đạt được cái mục tiêu của mình. Thành ra là sao? Cứ sáng mở mắt ra là Lành sẽ suy nghĩ tới việc ngày hôm nay làm sao để mình có thể tạo ra được nhiều giá trị nhất. Và mình gặp một người nào đó thì mình sẽ nói là tôi cần làm gì để tôi có thể là trao giá trị tốt nhất cho người này. Tôi cần làm gì để tôi có thể là giúp cho người này họ đạt được cái mục tiêu của họ. Thì sao ạ? Thì mỗi ngày trôi qua là mình sống hạnh phúc. Còn mục tiêu của mình đúng không anh chị? Mình tạo ra giá trị thì tự dưng là tiền của mình về. Còn khi mà mình càng tập trung vào cái việc bán hàng và khách hàng á, anh chị, mình luôn tập trung vào cái túi tiền của khách hàng á, thì tiền lại không có về. Nên là anh chị đang nhận được cái bí kíp kinh doanh tuyệt vời luôn á. Bí kíp kinh doanh mà phải giúp cho ai phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Kinh doanh là tập trung tạo ra giá trị thôi anh chị. Bất kể là cái sản phẩm của anh chị là cái gì cũng vậy ạ. Nên là hãy nghĩ cách làm sao để mình có thể tạo ra được nhiều giá trị nhất cho khách hàng của mình. Đúng ạ. Bao nhiêu anh chị đồng ý với Lan đó, giả sử như là anh chị gặp một người nào đó mà có thể đôi khi là anh chị cũng có cái nhu cầu về sản phẩm đó, nhưng mà cái người bán hàng họ được tập trung vào túi tiền của anh chị thì sau đó anh chị cũng không có thích mua luôn. Mình thích là có cái người nào đó mà họ sẽ muốn thật lòng giúp đỡ mình nhiều hơn ạ. Hãy luôn luôn nghĩ cách làm sao để tạo ra nhiều giá trị nhất cho khách hàng của mình. Và nếu như mà trên thị trường thì cái người mà tạo ra nhiều giá trị nhất cho thị trường thì người đó rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời. Và kinh doanh trên cái nền tảng tình yêu thương và biết ơn anh chị. Tại vì mình biết rằng là nơi nào có giá trị thì nơi đó có tiền thôi. Nên là mình đừng có ép ai mua sản phẩm của mình mà hãy hỏi xem sản phẩm của mình tạo ra cái giá trị gì cho khách hàng đúng không ạ? Và Lành đi trên cái hành trình thực hiện mục tiêu của mình và cái tấm thể của mình anh chị, khi mà mình đã tập trung vào cái việc giúp đỡ mọi người ấy, mình sao đôi khi mình không có nhớ cái thời gian, tại vì đấy là cái đam mê của mình. Và ngày hôm nay là chúng ta cũng đã vừa đi qua được anh chị, nơi nào có giá trị thì nơi đó có tiền. Trời ơi, giống như hồi tối anh chị Lành lỡ lỡ uống hai buổi tối á, mà mình lỡ uống 2 ly trà thanh xuân, cái là ở 2 giờ mình cũng chưa ngủ được anh chị. Đó, tại vì uống trà vào làm cho mình tỉnh. Nhưng mà sáng mình vẫn thức dậy ở đây và mình vẫn hiện diện ở đây, mình vẫn tràn đầy năng lượng. Tại vì đó chính là cái mình làm mà mình đam mê anh chị.
À, ví dụ như là câu lạc bộ anh chị mà đi du lịch ở đâu anh chị? Hôm nay là trời nắng hay là trời mưa? Nhưng mà hôm bữa anh chị sao? Anh chị biết khi mà bắt đầu là câu lạc bộ á, là những bậc thầy ứng dụng sức mạnh tiềm thức và bậc thầy ứng dụng quy luật vũ trụ mà, nên á, là đi tới đâu anh chị là thời tiết đẹp tới đó. Bao nhiêu anh chị á, hôm bữa là mình có đọc cái bài báo á. Nghĩa là bác Vũ đó mà, bác Đặng Lê Nguyên Vũ, bác bảo rằng là bác Vũ có thể là hô mưa gọi gió. Bác có vừa đúng không, vừa đăng một cái tin, một cái hình ảnh là bác có thể hô mưa gọi gió, thì bác Vũ là bác cũng là một bậc thầy tiềm thức là anh chị. Và ngày hôm nay là chúng ta đã đi qua cái phần đó chính là xác định mục đích và đam mê trong đời, đúng không anh chị? Và anh chị thấy rằng là tất cả chúng ta có trên đời này thì đều có một cái lý do, và chúng ta ở đây anh chị là để phục vụ người khác. Giống như là chúng ta anh chị, những cái tế bào bên trong cơ thể của mình, và mỗi người sẽ thực hiện một cái chức năng riêng của mình, đúng không ạ? Và tất cả những cái tế bào trong cơ thể của mình thì mỗi tế bào sẽ cùng tập trung phục vụ một cái mục đích, đó chính là tồn tại cái tổng thể cái cơ thể của mình. Vậy thì cái mục đích sống của mình đúng không? Hôm nay mình tìm ra cái mục đích sống của mình anh chị ha. Mục đích sống là cái món quà mà bạn có thể là dành tặng cho thế giới. Mình suy ngẫm và mình có thể là cầu nguyện và mình có thể thiền định. Ví dụ như mà anh chị cảm thấy là mình chưa biết cái sự mình của mình là gì, mình cũng chưa biết cái đam mê của mình là gì, thì có một phương pháp rất là hay mà anh chị nào đã đọc trong sách Sức mạnh tiềm thức thì ngài Joseph Murphy có chia sẻ, đúng không anh chị? Bạn hãy cầu nguyện, bạn hãy cầu nguyện ngay giờ ngay lúc này, tiềm thức vũ trụ hãy cho tôi biết, hãy cho con biết cái mục đích, cái lý tưởng mà con sinh ra trên cuộc đời này là gì. Khi mà anh chị ra quyết định vậy á, tự nhiên anh chị sẽ thấy đó, giống như khi mà Lan ra quyết định như vậy anh chị, Lan được gặp câu lạc bộ, và câu lạc bộ là cái nơi mà đã có thể gieo những cái mầm cho những cái mục đích sống của mình anh chị. Hôm nay mình tìm ra cái mục đích sống của mình anh chị ha. Mục đích sống của mình, cái món quà mà bạn có thể dành tặng cho thế giới. Rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Hồi xưa thì mình nghe người ta nói là gì ạ? Đam mê của bạn, cái sự mình của bạn, cái mục đích sống của bạn là gì, đúng không ạ? Mình cũng thấy là người thành công họ thường hỏi câu này, nên là bắt đầu thành ra là Lan cũng cầu nguyện anh chị. Và ở đây tác giả cũng chia sẻ luôn, cả anh chị có một cái cách để mà mình có thể ứng dụng với lại cái niềm đam mê, cái sự mình, đúng là cái thế mạnh của mình, không ai làm lại mình, không ai có thể là làm cái điều này cho mình được. Và ở đây tác giả cũng có chia sẻ những cái câu hỏi để mình có thể là sao mình viết ra, mình trả lời để mình biết được cái điều đó. Và đặc biệt là các anh chị nào mình được tham gia cái nhóm rèn luyện tâm thần trí thì anh chị sẽ được làm những cái quy trình để mà anh chị xác định được cái sự mình thật sự mà từ bên trong cái trái tim của anh chị là gì, để mà anh chị có thể là sống động với cái sự mình, cái đam mê đó, thì sẽ giúp cho mình có được cái năng lượng để mình hành động, để giúp cho mình tạo ra kết quả bền vững hơn. Cái người mà anh chị họ càng đam mê anh chị là họ càng làm gì là họ càng năng lượng, họ càng vui, họ càng cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì họ đam mê trong cái việc đó là mình sao ạ, mình làm cái điều đó. Và nếu như mà giả sử anh chị đam mê trong cái việc đó là mình chia sẻ, mình giúp đỡ cho mọi người, thì có thể là sao ạ? Nên là anh chị thấy là giống như chủ tịch Trịnh Huy, mà anh chị nào mà đi ốp lái nhé, trời ơi là chủ tịch Trịnh Huy mà nói cả ngày, mà 8 tiếng đồng hồ, mà từ ngày này qua ngày khác 3 ngày liên tiếp như vậy, mà thậm chí buổi tối là sống là con đi chia sẻ cho cả anh chị nữa, mà vẫn rất là năng lượng anh chị nhé. Cực kỳ năng lượng luôn, nên là tại vì họ làm bằng đam mê anh chị, nên là họ làm mà họ chẳng có thấy là gọi là cái gì đó không khỏe cả, họ càng làm họ càng khỏe, càng làm họ càng năng lượng. Có người thì sao, có một cái thế mạnh đó là đôi khi họ cũng có thể là họ không có đam mê trong cái việc là giúp đỡ mọi người, đúng không? ví dụ như mà cho lên một cái hội trường nào đó thì rúng quá cho tôi xuống. thì sao? Thì
họ sẽ không có thực hiện được, tại vì họ đâu có đam mê đâu, họ không có đam mê với cái việc mình làm. Nhưng mà đôi khi sao mình một người đam mê anh chị, đôi khi họ cũng sợ, nhưng mà họ sẽ sẵn sàng vượt qua nỗi sợ đó. Và một lần họ sợ, lần thứ hai bắt đầu họ tự tin hơn, lần thứ ba bắt đầu họ tự tin hơn, à, cho tới khi mà họ trở thành chuyên gia trong cái việc đó. Đúng rồi. Yes. Và khi mà anh chị làm bằng cái sự mình á, anh chị làm bằng cái đam mê là anh chị rất là sống luôn, không có ai mà làm lại bằng anh chị đâu ạ. Dạ, nên là anh chị ở đấy khi mà mình đã có mặt trên thế giới này á, và anh chị sẽ đều có một cái tài năng và mình cần phải cống hiến cho thế giới. Và hầu hết đó thì thị trường là chúng ta thật sự không có biết rõ được cái mục đích của mình là gì, đúng không anh chị? Mình không có dành thời gian để mình có thể là nghiên cứu cái tấm hồn của mình. Và đôi khi á, là những cái tờ hóa đơn là vĩ quá thành ra là mình chỉ nghĩ tới tiền thôi. Mình đi làm á, là mình có tiền, đi làm á, có tiền, rồi á, là mình không có đi làm á, thì gia đình của mình rồi tiền đâu nuôi con mình, và mình đâu có nghĩ tới ước mơ của mình đâu. Mình nghĩ tới ước mơ thì sao, mình sợ gia đình mình ai lo, đúng ạ. Rồi gia đình mình này kia, mình sợ mình không đi làm, mình không có tiền được, nên thành ra là sao ạ, mình đi trật hưởng, mình không có đủ thời gian để có thể là tìm hiểu xem cái thật sự cái mục đích của mình là gì. Nên là thành ra ở đây tác giả có chia sẻ anh chị một cái sự thỏa hiệp với cái con người thật sự của bạn. Cái anh chị phải thật sự thỏa hiệp với con người của mình, cái điều mà mình có thể mang lại cho thế giới này, mình cần phải ưu tiên cho cái việc mà khám phá được cái sự mình của mình anh chị, cái sự mình của mình trong cuộc sống, để mà mình có thể là có được một cái cuộc sống mà mình sống hết được với cái tiềm năng đầy đủ của mình, là mình có thể là góp được toàn bộ cái khả năng của mình, khi mà sao ạ, mình có cái mục đích, đúng không anh chị? Và anh chị sẽ cảm thấy rất là vui mỗi ngày, và cả anh chị sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Giống như là ngay trước khi mới bắt đầu vào câu lạc bộ, cả lên mình nói là ồ, vì bây giờ mình học công câu lạc bộ, mình học toàn kiến rất là cao siêu, toàn là sự mình, toàn là đam mê. Cái bây giờ mình đi bằng tre, mình ngồi mà chờ mình bằng tre, mà cái tre của mình đó là có thạch sánh, thạch đỏ, thạch trắng anh chị, thì cái thạch sánh là anh không có nấu được, là anh phải mua của người ta. Mà nghe người ta nói là cái thạch đỏ là người ta làm là không có sạch sẽ, mà bây giờ mình bán cho người khác. Vậy thì anh mới hỏi ủa, vậy cái sự mình của mình là gì? Sự mình của mình là làm cho người ta không khỏe. Cái là đang đột thuyền luôn anh chị. Để mình phải đi thực hiện một cái điều gì đó là lớn hơn, và mình không có chấp nhận hết là mình cứ ngồi đó cho tới khi mà mình lớn tuổi, mình năm nay qua năm khác và mình vẫn ngồi đó, và mình không có chấp nhận được điều đó. Và lúc đó thì mình cam kết với mình là mình sẽ có mặt trong cái nhóm doanh nhân tràn đầy hạ văn để mình phải thực hiện được, mình phải thay đổi được cuộc sống của mình phải thay đổi được cuộc sống gia đình của mình phải sống một cuộc sống ý nghĩa anh chị. Có thể hiện tại là công việc của anh chị, nếu như mà anh chị đang rất là đam mê, đang rất là yêu thích, thì Lan rất là ủng hộ, điều đó rất là tuyệt vời anh chị. Anh chị hãy tiếp tục cống hiến hết mình để mà mình có thể là phát triển cái công việc mà anh chị đam mê yêu thích đó. Còn nếu như mà cái công việc đó anh chị đã làm từ ngày này qua ngày khác, và anh chị cảm thấy là không có hạnh phúc, không có niềm vui, và mình làm vì mình bắt buộc phải làm, mình làm chỉ vì là mình bắt buộc phải làm thôi, thì anh chị hãy ra quyết định cho mình, hãy cầu nguyện, hãy ra quyết định cho mình. Nhất là mình sẽ tìm đúng một cái giá trị nào đó, để mà trong quá trình đó mình vẫn làm việc, mình vẫn thành công, mình vẫn tạo ra tiền bạc, thậm chí là nhiều hơn, nhưng mình vẫn thỏa được cái đam mê, mình thỏa được cái sứ mệnh của mình thỏa được cái việc rất là mong muốn chào giờ chị, hay là giúp đỡ mọi người. Tất nhiên là anh chị sẽ không có chuyển đổi một lúc được, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị hoàn toàn ra quyết định, và mình sẽ chuyển đổi dần, để mà mình sẽ tới một cái thời điểm nào đó, anh chị cho phép bản thân của mình 6 tháng hay là 1 năm hay là 2 năm hay là 3 năm, để mà anh chị phải thay đổi cái khao khát, cái ước mơ, cái hoài bão đó, mình phải thực hiện anh chị. Còn nếu như mà ngày hôm nay á, là mình vẫn
tiếp tục cái điều đó đúng không anh chị, thì anh chị có thể nhìn một cái người mà họ cũng đang làm cái công việc giống như mình, và giả sử như họ đang ở 50 tuổi, 60 tuổi, thậm chí 70 tuổi mà họ vẫn đang làm cái công việc đó, thì nếu như mình tiếp tục thì đó chính là tương lai của mình. Và anh chị hãy đặt câu hỏi là mình có chấp nhận một cái tương lai như vậy không? Anh chị đồng ý với Lánh ạ. Mình muốn biết tương lai của mình như thế nào là mình chỉ cần nhìn cái người mà họ đi trước mình thôi. Và nếu như mà ngày hôm nay mình vẫn hành động đó, vẫn những cái thói quen đó, thì cái tương lai của những người đi trước mình là tương lai của mình. Nên bắt đầu Lành là chuyển đổi, Lành phải đi tìm những cái người mà họ đang có cái tương lai mà mình mơ ước, họ có một cái tương lai mà mình khao khát, để mình từng bước mình học theo họ và mình chuyển đổi, mình đồng hành cùng họ luôn anh chị. Và Lành đã chuyển đổi được trong vòng 6 tháng. Lành cũng nhớ rõ là chính xác mà nó trong vòng 4 đến 6 tháng Lành đã chuyển đổi được cái cuộc sống của mình anh chị. Dạ, nên là có anh chị nào ở đấy mà mình đang làm mà mình cảm thấy không có niềm vui, không có hạnh phúc trong cái công việc mình đang làm ạ, anh chị có thể comment số chị giúp Lành được ạ. Có nghĩa là mình làm vì mình lo cơm áo gạo tiền á, còn lại mình không có thể hạnh phúc trong cái công việc mình làm. Anh chị có thể comment số chị nhé. Anh chị nào mình đã tìm ra được cái chân ái cuộc đời của mình rồi, mình đang làm và cái điều mình á làm bằng cái đam mê, bằng cái sự mình của mình, anh chị có thể comment số 10 giúp Lành được ạ. Tuyệt vời quá, chúc mừng cả anh chị. Trời ơi, tuyệt vời. Lánh thấy anh chị nào comment số 9 luôn. Quá tuyệt vời, chúc mừng anh chị. Quá là tuyệt vời ạ. Và anh chị đã tìm ra được cái điều đó thì chắc chắn là anh chị sẽ phát triển nhanh hơn rất là nhiều. Tại vì mình làm mà làm bằng niềm vui thì sao ạ? Mình sẽ sử dụng được, tận dụng được 90% cái năng lực tiềm thức bên trong của mình, để mình có thể đạt được cái mục tiêu của mình nhanh hơn anh chị. Thì ở đây tác giả có chia sẻ đúng không anh chị, cái bài tập đó chính là anh chị sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên là sao à, những cái lần mà tôi cảm thấy thật sự có cái niềm vui à, những cái lần mà tôi cảm thấy mình thật sự có được niềm vui trong cuộc sống, anh chị hãy liệt kê ra anh chị à, là cả anh chị á, là sao thật sự mình cảm thấy mình có được cái niềm vui trong cuộc sống, và anh chị làm cái gì mà anh chị cảm nhận được điều đó, thì anh chị hãy liệt kê ra. Có thể khi mà cả anh chị giúp đỡ cho người khác anh chị thấy rất là vui thì mình hãy liệt kê ra à, và nhiều cái câu nói tiếp theo thì anh chị có thể làm đúng không ạ. Thì kết thúc cái chương trình này anh chị có thể là hoàn thiện trong ngày hôm nay, mình hoàn thiện lại cái bài tập này. Và anh chị sau khi mình trả lời những cái bài tập này thì các anh chị sẽ nhận gửi cái bài tập này cho trưởng nhóm của mình anh chị ha, để mà trưởng nhóm của anh chị sẽ giúp cho anh chị sẽ giúp cho anh chị tìm ra được cái sự mình của mình. Tiếp theo đó là mình có năng khiếu tự nhiên như thế nào, mình có cái năng khiếu tự nhiên như thế nào à, anh chị có thể là suy ngẫm sau đó mình sẽ trả lời. À, tiếp theo là sao ạ? Anh chị có thể là ghi lại. À, nếu như mà anh chị nào chưa có sách đó, thì anh chị nào tham gia buổi Zoom này thì anh chị sẽ được tặng cái file sách người nắm chấm ha. Nên là anh chị nào mà có tham gia buổi Zoom này anh chị chụp màn hình lại mà ghi động cú pháp mới tặng nhé. Cú pháp là gì ạ? Họ tên bạn, tên nhóm trưởng, để mà anh chị được tặng cái file sách nếu như mà anh chị chưa mua sách kịp, để mà anh chị có cái phần bài tập này, anh chị có cái câu hỏi để mà mình có thể làm cái bài tập này. Được không anh chị ơi? Dạ, bao nhiêu anh chị mình sẽ hoàn tập cái bài tập này, mình sẽ hoàn thành cái bài tập này trong ngày hôm nay, để mà từ nay về sau khi mà mình đã hoàn thành bài tập này á, mình đã tìm ra cái sự mình của mình rồi, mình tìm ra được cái mục đích sống của mình rồi à, thì mình sẽ ra quyết định đó là mình sẽ theo đuổi cho tới cùng ạ. À, mình sẽ theo đuổi cái mục tiêu, cái sự mình của mình cho tới cùng ạ. À, anh chị có thể comment tôi đứng ạ. À, dạ rồi, rất là tuyệt vời đúng không anh chị?
Và anh chị biết là trong câu lạc bộ của mình á, sự như mà anh chị mong muốn là thu nhập của mình á, là nó không có chỉ nằm ở vài triệu một tháng mà nó có thể gia tăng lên vài chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu. Hoặc là anh chị mong muốn là sở hữu cho mình những cái doanh nghiệp, hay là anh chị mong muốn là kinh doanh, mình có thể tạo ra cho mình một cái nguồn thu nhập thụ động. Cả anh chị mong muốn là trở thành một người có nhiều giá trị hơn để mình có thể là giúp được cho nhiều người hơn, thì môi trường của câu lạc bộ Tràng Tay Hỏa Vàng là một cái môi trường rất là tuyệt vời dành cho cả anh chị, là một môi trường rất là tuyệt vời anh chị. Tại vì là ở đấy anh thấy có những bạn sinh viên mà anh chị, nhưng mà vẫn học tập, vẫn kiên trì kiên nhẫn anh chị, học tập và kiên trì kiên nhẫn sinh viên anh chị. Bình thường sinh viên thì thu nhập đi làm ở ngoài kia là sao ạ? Ví dụ như là có những bạn anh chị, mà anh chị có thể thấy là ví dụ bạn cùng phở đi, một giờ chỉ có là 20.000, 25.000, 30.000 một giờ đúng không anh chị? Đúng không ạ? Nhưng mà anh chị nhắm là ngày vẫn được mấy tiếng, vẫn được 5 tiếng là được 100.000 bún phở đúng không ạ? Và mình sao ạ? Nếu như mà mình không có tăng được cái tư duy, mình không có phát triển được cái giá trị bản thân của mình á, đúng không ạ? Thì mình sẽ không có thể tạo ra thu nhập lớn hơn. Nhưng mà anh chị biết không ạ? Có những bạn mà sinh viên mở trong câu lạc bộ mà họ có thể tạo ra cái thu nhập là 40 triệu, 50 triệu. Và thậm chí có những bạn còn lớn hơn như vậy. Thì đó là cái sự kiên trì kiên nhẫn rèn luyện. Chứ không phải là ai sinh viên vào là cũng một tháng là tự nhiên có cái thu nhập đó anh chị ha. Mà đó là thông qua cái hành trình mà các bạn đã chịu rèn luyện, gia tăng cái giá trị bản thân của mình, và học được cái cách để mình có thể trao giá trị, giúp đỡ cho thị trường. Và khi mà rèn luyện sao ạ? Sau 2 năm, sau 3 năm đạt được thu nhập, thậm chí có bạn đó đạt được thu nhập chỉ con số. Sự kiên trì kiên nhẫn rèn luyện anh chị hết. Bao nhiêu anh chị thấy điều đó rất là tuyệt vời ạ? Bao nhiêu anh chị nghĩ rằng khi mà con mình cũng tới tuổi đó mà có thể tạo ra được cái kết quả đó thì anh chị cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Nên là Lan đang làm là cho con mình nền tảng luôn anh chị. Và rất là quan trọng đó chính là cái con người mà mình đã trở thành. Nên là trên cái hành trình mình rèn luyện đó anh chị, mình trở thành một người có giá trị nhiều hơn. Và anh chị biết không ạ, vào đấy Lan cũng là mẹ bỉm sữa, và rất là nhiều anh chị cũng là mẹ bỉm sữa. Và nhiều anh chị họ đi làm văn phòng, thậm chí là họ không có biết gì về kinh doanh luôn. Giống như là chị Huỳnh Lê đúng không ạ? Trước giờ chị làm giáo viên, chị cũng chưa biết gì về kinh doanh luôn. Gọi là sao? Chưa bao giờ. Nhưng mà khi mà tham gia câu lạc bộ đúng không ạ? Thì cũng đã có thể là biến thu nhập một năm thành một tháng. Thì cái kết quả anh chị sẽ tùy thuộc vào cái sự tập trung của anh chị, tùy vào cái sự nỗ lực của anh chị, thì sẽ tạo ra những cái kết quả khác nhau, chứ không phải là giống nhau. Nhưng mà Lành dám khẳng định với anh chị, nếu như mà anh chị tự mò thì chắc không có biết đó là khi nào mình mới thấy được cái con đường. Mình tự mò đường, mình đi ra ngoài mình tự mò thì đôi khi là mình bị lạc, mình không có về được. Còn nếu như mình chỉ học ở đâu đó 2 ngày 3 ngày thôi, xong mình về mình không có môi trường, mình không có thành công được, thì trí thức đó cũng không phải là sức mạnh đâu anh chị. Thường á, mình nghe là sao, mình nghe người ta nói là trí thức là sức mạnh đúng không anh chị? Mình nghe người ta nói như vậy, nhưng mà mình phải có cái chìa khóa để có thể là mở cái kho báu ấy thông qua cái việc đó là mình ứng dụng anh chị ạ. Ứng dụng đúng không ạ? Và một ngày một bữa thì cũng có được mấy tiếng. Quan trọng là mình phải ứng dụng liên tục kiên nhẫn, và mình phải biến nó trở thành lối sống của mình luôn, thì mình mới có cái chìa khóa để mình có thể là mở cái kho báu trí thức bên trong của mình. Cho nên rất là quan trọng, môi trường rất là quan trọng anh chị, cái sự kiên trì kiên nhẫn với các anh chị. Tại vì ở những nơi khác đó, mình học 2 ngày 3 ngày hoặc 4 ngày hoặc 5 ngày xong, mình về mình lại gấp sổ lại, mình để qua một bên, sổ đi một nơi người đi một người, sổ đi một nơi người đi một nơi là xong, là không có việc luôn. Nhưng mà môi trường câu lạc bộ, nếu như mà có một cái thời gian nào đó mà mình không có được tập trung, sau đó là mình lại được tập trung lại đúng không ạ? Tại vì sao ạ? Môi trường câu lạc bộ vẫn rất là giang tay chào đón anh chị, cho các anh chị học và ứng dụng lại, rất là kiên trì kiên nhẫn với anh chị luôn.
À, đôi khi là các anh chị không có kiên nhẫn về chính mình thôi. À, chứ câu lạc bộ là cực kỳ kiên nhẫn với anh chị luôn. Nên là ngày hôm nay là mình chưa tập trung được không sao cả. À, giống như Lan là Lan cũng mong Lan là anh chị đừng có đi theo cái vết xe đổ của Lan. Lan đã mất 3 năm để mà không có ứng dụng kiến thức này, tại vì mình biết câu lạc bộ năm 2018 anh chị. Nhưng mình không có ứng dụng, nhưng mà rất là may mắn. Câu lạc bộ vẫn kiên trì kiên nhẫn với Lan. Khi mà Lan quay lại, nhờ như vậy mình thay đổi anh chị. Nên là thôi mình là ngay bây giờ mình đón nhận để mình thành công luôn, mình đỡ mất thời gian anh chị. Và cho dù anh chị đi đâu, anh chị mất tập trung một tháng một ngày, sau đó mình quay lại câu lạc bộ, thì anh chị hãy luôn nhớ là câu lạc bộ vẫn luôn dang rộng vòng tay để anh chị có thể là học đi học lại, cho anh chị học trọn đời luôn, nghiêm túc anh chị. Như là giờ anh chị ứng dụng nhé, thì không có cái nơi nào, và nếu như mà các anh chị đã có duyên mà mình biết tới cái môi trường câu lạc bộ rồi, thì giờ là mình càng chần chừ càng lâu thì mình tốn thời gian thôi anh chị. Mình đã biết được rằng là cái nơi nào mà có giá trị thì nơi đó có nhiều tiền đúng không, và mình phải học từ đây anh chị. Nếu mà anh chị muốn trở thành có cái người mà có giá trị thì mình phải trở thành một doanh nhân. Hồi tội doanh nhân Trân Vy có phân tích cho chúng ta cái điều này rất là rõ đúng không anh chị. Cho dù bây giờ mình nghĩ rằng là mình đi nơi nào mà có thể là kiếm tiền nhanh nhanh nhanh, nhưng mà cái giá trị gốc lõi của mình có thì sao ạ? Thì có thể là cái chén đó, cái thời điểm đó có thể giúp cho mình kiếm tiền nhanh, nhưng mà quan trọng là nó có bền vững hay là không, nó có lâu dài hay là không, nó có giúp cho mình tạo ra được một cái giá trị liên tục hay là không. Nên là để trở thành người có giá trị anh chị, mình phải trở thành một doanh nhân, thì mình phải học cái cách để mình trở thành một doanh nhân. Nên là mình hãy chọn cái nơi nào mà có thể giúp cho anh chị học mà trở thành một người doanh nhân, chứ không phải là một người bán hàng anh chị. Một người bán hàng á, thì có thể là anh chị có thể bán hàng cho khách hàng và anh chị có tiền. Nhưng mà một người doanh nhân á, thì sao ạ? Một cái sản phẩm mà họ bán cho người khách hàng là họ sẽ mang nhiều cái giá trị khác cho khách hàng của mình. Ví dụ như khách hàng của tôi họ sử dụng một cái sản phẩm dịch vụ của tôi, có thể đó là một dịch vụ làm đẹp, thì họ không chỉ đẹp mà họ còn có thể là tự tin hơn vào bản thân, họ có gia đình hạnh phúc, họ được có được những cái mối quan hệ hòa hợp, họ có được cái sự phát triển thắng tiến trong công việc, và họ có được cái sự thành công thịnh vượng hơn trong tài chính. Đó là một cái giá trị mà mình có thể là trao cho khách hàng của mình anh chị, chứ không phải đơn thuần là bán hàng, là bán một cái sản phẩm đâu ạ. Và cái nhóm rèn luyện do nhân chàng tay hỏi bạn, anh chị hãy hồi định để mình càng tham gia sớm càng tốt, còn mình càng chần chừ là càng tốn thời gian của mình. Nên là mình đừng có chần chừ nữa anh chị. Và đặc biệt đúng ạ, ngày mùng 3 tháng 8 này, trời ơi, hôm nay ngày 25 là còn 8 ngày nữa. Wow, một tuần anh chị. Yes, là bắt đầu là anh chị sẽ được tham gia cái nhóm, để mà anh chị có những cái bữa offline. Và bữa offline này đặc biệt anh chị chỉ dành cho doanh nhân thôi. Và những cái chương trình cũng như những cái quy trình đó, trong cái đợt offline này đó, là sẽ khác với những đợt offline trước. Và chủ tịch Trình Huy đào tạo động chuẩn là chương trình dành cho doanh nhân. Nên là anh chị đi không phải chỉ anh chị khai phá được cái sức mạnh tiềm thức của mình đâu ạ, mà mình sẽ học được cái công thức làm như thế nào để mà anh chị có thể là trở thành một người doanh nhân, một người trao giá trị cho cộng đồng. Làm như thế nào để anh chị có được những cái tổ chức, những cái phẩm chất và những cái điều kiện cần thiết để anh chị có thể phát triển đội nhóm hay là doanh nghiệp của mình một cách tự động hóa, để anh chị có thể tạo ra được cái dòng thu nhập thụ động. Và đó chính là hai cái ngày mà thay đổi cuộc đời của Lan. Bao nhiêu anh chị mình mong muốn là bản thân của mình cũng chạm tới được cái định mình của mình ạ. Mình cũng có được cái hai ngày định mình để thay đổi cuộc đời của mình ạ. Bao nhiêu anh chị mình đã rất là sẵn sàng ạ. Có thể comment tôi giúp Lan được ạ. Bao nhiêu anh chị ra quyết định là ngay bây giờ, ngay lúc này tôi chỉ tập trung vào kết quả. Và kết quả của tôi á, là tôi sẽ có mặt vào ngày mùng 3 tháng 8 tại khách sạn đệ nhất, tại chương trình offline cùng với câu lạc bộ Chàng Trai Hạ Vàng. Anh chị có thể là comment tôi là doanh nhân Chàng Trai Hạ Vàng đứng ạ.
Và trong cái đợt này á, anh chị tham gia doanh nhân tràng đầy hoa vàng trong cái đợt này, trong cái tháng 7 này, là anh chị sẽ được tặng luôn một cái tấm vé miễn phí để mà anh chị có thể là được đồng hành trong cái bữa ấp hai đó. À, và như anh chị mình đã rất là sẵn sàng để mình được đồng hành trong cái bữa ấp hai này rồi ạ. À, anh chị có thể comment tôi là doanh nhân tràng đầy hoa vàng đứng ạ. À, 2 ngày để tìm ra cái mục đích sống, tìm ra cái sự mình và làm đến cái sự nghiệp của anh chị luôn ạ. À, ở đây không phải là tìm nữa, mà tìm sống là giúp cho anh chị có cái lộ trình rõ ràng để anh chị có thể thực hiện ngay lập tức cái sự mình đó luôn anh chị. Dạ, và trong ngày hôm nay thì Lan cũng rất là vinh hạnh, Lan được lên mời lên đây một người chị. Người chị này cũng đã ứng dụng cái công thức của câu lạc bộ và chị cũng đạt được những cái kết quả rất là tuyệt vời. Bao nhiêu anh chị mình đã rất là sẵn sàng để mình được hưởng cái chương năng lượng của người thành công ạ. Và bao nhiêu anh chị mình rất là sẵn sàng để mình cũng ra quyết định là tôi cũng sẽ là người tiếp theo lên đây và chia sẻ câu chuyện thành công truyền cảm hứng của mình ạ. Thế anh chị có thể comment tôi đứng ạ. Dạ, và cho Lan hỏi là chị Hoàng Hạnh mình đã sẵn sàng chưa ạ? Chị có thể đưa tay lên màn hình giúp Lan nhé. Và bây giờ thì cả nhà ơi, có thể là cho Lan mượn đôi bàn tay xinh xắn của anh chị đúng không ạ? Chúng ta có thể là cho một tràng vào tay để Lan có thể mời lên đây doanh nhân chị Hoàng Hạnh của chúng ta. Lan xin mời doanh nhân chị Hoàng Hạnh ạ. Chị có thể là đưa tay lên màn hình để ban tổ chức sẽ mở mắt cho chị ạ. Cho chị xin chào doanh nhân Nguyễn Mạnh. Nguyễn Mạnh có nghe chị nói không ạ? Rồi ạ. Biết ơn doanh nhân Nguyễn Mạnh đã chia sẻ cho chị chia sẻ buổi Zoom ngày hôm nay. Và chị xin chào tất cả anh chị trong phòng Zoom có mặt ngày hôm nay. Chúc doanh nhân Nguyễn Mạnh và anh chị có một ngày thành công, khỏe mạnh, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Và trước khi Hạnh chia sẻ thành công của Hạnh thì Hạnh cũng biết ơn Chủ tịch Trịnh Huy, danh nguyên Nguyễn Diễm đã sáng lập câu lạc bộ cho chúng ta rèn luyện học tập, và Hạnh cũng biết ơn doanh nhân Trần Vi, Nguyễn Thắng và doanh nhân Đạo Hà, doanh nhân Bích Thêu, doanh nhân chị Hà Thủy và tất cả các doanh nhân khác đã hàng ngày trao rèn kiến thức học tập cho chúng ta một kiến thức tuyệt vời nhất. Và Hạnh tin xin giới thiệu là Hạnh là tên là Hoàng Thị Hạnh và sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Hiện tại Hạnh đang sinh sống ở Vĩnh Long. Ở đây có ai anh chị ở Hải Phòng cho chị Hạnh làm quen ạ? Comment số 1 ạ. Và khi Hạnh chia sẻ cái thành công của Hạnh thì lúc trước là Hạnh cũng từng đi làm công nhân ở trên Sài Gòn cũng 10 năm. Và Hạnh lúc đó là đi làm thì nương mức lương chỉ được 4 4 triệu, khi mà tăng ca dữ lắm chỉ được 6 triệu. Và lúc đó Hạnh cũng làm, và khi mà lập gia đình và hai vợ chồng làm trên đó và sinh bé đầu tiên cũng gửi bé về quê và đi làm. Nhưng mà do chồng của Hạnh thì cũng anh chưa quan tâm đến gia đình, và anh làm có tiền nhưng mà xài thì cũng cũng nhiều, nên chưa biết lo cho gia đình, nên Hạnh cũng phải làm việc, cũng siêng năng làm việc để có tiền cho con. Xem đến năm 2018 Hạnh sinh được bé thứ hai, và Hạnh cũng nghỉ nghỉ công ty. Rồi Hạnh lúc có đợt dịch á, Hạnh cũng về về quê và sinh sống cùng ba mẹ chồng. Và lúc đó là con còn nhỏ, Hạnh cũng ở nhà. Rồi Hạnh cũng mong muốn là có một công việc để về về sớm để chăm sóc con và đưa con đón con đi học. Và Hạnh cũng và Hạnh cũng được 3 năm về con Hạnh cũng lớn, và Hạnh cũng xin vào trường mầm non gần nhà làm bảo mẫu và cũng đưa đón được con đi học. Nhưng vì
công việc mà mẫu thì cũng lương cũng tháng 4 triệu cũng không có đủ cho chi trả cho bản thân. Rồi Hạnh cũng mong ước là Hạnh có tài chính dư giả, có một cuộc sống hạnh phúc, con cái chăm ngoan. Vì lúc trước con và Hạnh gửi về quê thì khi về thì Hạnh cũng con cũng không có gần gũi, cũng không có nghe lời mẹ, nên là cũng mối quan hệ cũng chưa được tốt. Và với chồng của Hạnh thì chưa được có lối sống lành mạnh cho cuộc sống, anh chi xài rất là kiểu chưa biết tiết kiệm tiền, nên nhiều khi Hạnh cũng chưa có tiếng nói đúng về anh, và cũng hay có sự nhằn người Hạnh. Sau khi mà năm 2023 Hạnh cũng biết được cái sự thật của chồng nữa. Dạ, ở đây cho Hạnh an toàn và các anh chị an toàn. Chồng thì có mối quan hệ với phụ nữ khác, lúc đó Hạnh rất là suy sụp tinh thần, rồi làm việc cũng không có hiệu quả, với lại hay suy nghĩ những tiêu cực, cũng hay bức xúc khi mà trong đó là vợ chồng vừa bên con thì cũng chưa nghe lời mẹ. Chồng thì lúc đó là anh không có quan tâm đến Hạnh và không có hỏi thăm Hạnh thường xuyên, cũng gọi điện nhưng mà ít gọi lắm. Một thời gian anh cũng về quê thăm, anh thì làm cũng xa các tỉnh, anh làm lái xe ở Long An, nhưng mà về thì anh chỉ thăm con chứ nói chuyện với Hạnh cũng ít. Rồi lúc đấy Hạnh cũng kiểu suy sụp và sức khỏe cũng chưa được tốt, và nhưng mà Hạnh muốn mà mong vẫn mong muốn trong đầu là muốn có được gia đình hòa hợp, muốn cho con có một một gia đình, có ba mẹ, để sau này con hãnh diện về ba mẹ, không gây tổn thương cho con. Hạnh mong muốn là vậy đó. Rồi Hạnh rất mong muốn, và Hạnh đã khi mình mong muốn thì Hạnh vũ trụ chắc cũng thương Hạnh và cho Hạnh biết đến chị Trâm, chị Trâm Vỗ, và chị đã nhắn tin cho Hạnh vào trong khoảng 15 tháng 10 năm 2023, và gửi tin nhắn ra là hãy vào môi trường học tập trong đây dạy cho các mối quan hệ về tài chính, về sức khỏe. Hạnh cũng thấy là rất hay, trong khi đó mình đang gặp tình trạng như thế này á. Rồi Hạnh cũng vào học, nhưng mà lúc đó thì Hạnh đi làm làm bảo mẫu thì 5 giờ rưỡi đến 6 rưỡi tối mới về, thì Hạnh cũng tham gia học buổi tối. Buổi tối và khi vào đây vì học thì tất cả doanh nhân chủ tịch cũng như chia sẻ, Hạnh cả thấy là những kiến thức này rất hay và tuyệt vời. Rồi Hạnh thấy thấy các doanh nhân chia sẻ về mối quan hệ và tài chính, trong khi mà Hạnh còn mê là các doanh nhân chia sẻ về thành công, đi du lịch, về sức khỏe xinh đẹp, nên Hạnh cũng rất thích. Rồi Hạnh cũng tham gia học, nhưng mà chỉ buổi tối buổi sáng Hạnh cũng nghe được khoảng nửa tiếng, hơn tiếng là Hạnh đi làm. Rồi cho đến ngày Hạnh cũng kể cho chị Trâm cái gia đình của Hạnh. Rồi chị Trâm nói nếu em muốn tốt hơn thì hãy tham gia rèn luyện trong nhóm rèn luyện thân tâm trí, lúc đó doanh nhân sẽ chia sẻ kỹ hơn và em sẽ nhận được nhiều thành công hơn. Rồi lúc đó Hạnh cũng quyết tâm bỏ quỹ tài chính và tiết kiệm được phần đi làm á. Rồi Hạnh cũng tham gia được vào nhóm rèn luyện thân tâm trí vào tháng 19 2024. Và sau khi Hạnh học tập thì Hạnh ngỡ ra là trong này có các doanh nhân chia sẻ những tư duy đúng, và Hạnh biết cách
tư duy đúng về tiền, về sức khỏe, về mối quan hệ. Và Hạnh cũng ứng dụng cho Hạnh về nhiều khi Hạnh cũng làm chủ được cảm xúc như doanh nhân Nguyễn Hạnh chia sẻ. Hạnh có nhiều nhiều khi là có nhiều cái chưa tích cực tới với Hạnh đó, nhưng mà Hạnh lại quay lại hỏi chính mình và động viên mình, và Hạnh lại kiểu động viên và nói chuyện với mình nhẹ nhàng. Và rồi Hạnh cũng ứng dụng trong ngày con cái. Hạnh biết ơn có lời nói nhẹ nhàng với con, và giờ con cũng biết nghe lời của mẹ. Còn con gái của Hạnh, bé mới vào học lớp 1 đấy, thì chị Trâm chị cũng cho Hạnh cài đặt tiềm thức cho con. Hạnh cũng cho con nghe mỗi tối và sáng. Và bây giờ con đi học, ở học thêm thì các thầy cô hay khen là con rất ngoan và nhanh nhẹn. Rồi Hạnh còn ứng dụng về chồng của Hạnh. Và Hạnh biết lòng biết ơn chồng mỗi ngày, và biết ơn tất cả mọi thứ luôn. Rồi biết ơn về chồng, xong doanh nhân Kim Khoa cũng nói với Hạnh là nếu chị muốn chồng thì chị ghi điểm tốt về chồng một bên, và mình đến nếu chưa tốt về chồng một bên thì Hạnh cũng biết ra. Khi Hạnh biết ra thì Hạnh chỉ tập trung về điều tốt của chồng, và Hạnh biết ơn về chồng rất nhiều. Rồi Hạnh đã ứng dụng và cho đến bây giờ thì chồng Hạnh gọi điện về nhà nhiều hơn, quan tâm Hạnh nhiều hơn. Rồi vừa rồi Hạnh có nghỉ hè thì Hạnh cũng tập trung cả ba Zoom luôn, Zoom sáng, Zoom tối, rồi Zoom Zoom trưa. Rồi Hạnh nên thăm Ánh thì Ánh ra đón, và Ánh còn ở trên, Ánh còn mua máy giặt rồi máy lọc. Anh nói là cho em máy giặt để cho em đỡ phải giặt đồ, rồi máy lạnh cho em mát mẻ. Rồi Hạnh rất vô cùng sung sướng. Sao mà lại thay đổi như thế này, mà lúc trước chưa hề có. Lúc trước là mình làm tất cả mọi thứ, và kể cả việc trong nhà. Rồi anh còn phụ vợ nấu cơm rửa chén. Rồi vừa qua anh còn cho anh còn đăng ký cho Hạnh đi Phan Thiết, ba mẹ con đi Phan Thiết hai hai ngày một đêm, và cái chuyến du lịch đó lại là miễn phí, không có mất đồng tiền nào nữa. Rồi về anh còn tặng cho vợ chiếc vòng tay ngọc trai. Hạnh rất vui. Rồi sau khi mà về, anh nói là em muốn đổi chiếc xe của em không, chiếc xe em cũng có xe là xe Hạnh đi xe máy á. Hạnh bảo thôi cho em đổi đến xe Tay Ga Vision á. Rồi anh cũng đổi anh nói là anh đổi cho cái chiếc xe Tay Ga Vision, và sắp tới Hạnh cũng được cái chiếc xe xe Tay Ga Vision mà Hạnh cũng thích màu đỏ nữa, mà cũng có mà cũng màu đỏ luôn. Ý là em trai của anh là bên hãng xe vậy, cũng chọn cho Hạnh một cái chiếc xe màu đỏ. Rồi Hạnh về ứng dụng về nói chung là về mối quan hệ của Hạnh là rất tuyệt vời, và Hạnh rất biết ơn. Về sức khỏe thì Hạnh cũng ứng dụng vào mỗi ngày á. Hạnh cũng biết ơn cơ thể, từng bộ phận cơ thể. Khi mà chưa có cơ thể, khi bộ phận nào chưa khỏe thì Hạnh cũng ứng dụng biết ơn và nói nhiều tới bộ phận đó. Và bộ phận biết nghe mình cũng cho là mình khỏe lên và năng lượng hơn cả ngày. Về còn nên rồi về mối về tài chính thì Hạnh biết quản lý tiền hơn, biết bỏ quỹ tự do tài chính. Biết về bây giờ thì Hạnh chỉ có thu hút nguồn lực từ chồng chồng hay cho tiền, hay gửi tiền về cho Hạnh.
À, bây giờ xin tiền thì hôm mới đây xin 2 triệu đi mua đồ để đi biển mà chồng Hạnh với 3 triệu luôn. Rồi anh lên đấy anh còn cho tiền thêm đó đi chơi rồi rồi Hạnh cũng ứng dụng được kết quả của phần về tài chính thì Hạnh cũng mong muốn là Hạnh vào sớm nhất để vào nhóm doanh nhân chạm tay hoa vàng để Hạnh tạo ra nguồn thu nhập của Hạnh nó cao hơn và có thành công hơn, và sắp tới Hạnh cũng chỉ ra mục tiêu là Hạnh có mặt ở doanh nhân chạm tay hoa vàng để Hạnh được các doanh nhân chỉ dạy và biết cách kinh doanh và tự tạo ra nguồn thu nhập cho mình để cho mình thành công hơn, và cũng như doanh nhân Trần Vy theo chia sẻ khi mình có tạo kinh doanh thì mình mới kiếm thu nhập và nguồn thụ động về với mình nhiều hơn. Từ giờ mình cũng có nguồn thu nhập nhưng mà chỉ được chồng cho hoặc là sếp của mình đấy cũng cho mà cũng cũng cho nhưng mà cũng không chỉ được ngày nọ ngày kia chứ không phải cho hoài, nên Hạnh cũng quyết tâm để vào nhóm rèn luyện doanh nhân, và Hạnh cũng xin gửi lời biết ơn tới tất cả các doanh nhân câu lạc bộ, tới chủ tịch Huy, và đặc biệt là chị Hạnh biết ơn tới trưởng nhóm của Hạnh là chị Trâm Vỗ đã gieo Hạnh cho vào câu lạc bộ để biết tới vào rèn luyện để Hạnh có thành công như ngày hôm nay. Biết ơn bạn Kim Khoa, em Kim Khoa cũng hàng ngày hỗ trợ bên Hạnh, và cái điều đó là Hạnh rất vô cùng vui và biết ơn ban tổ chức, biết ơn doanh nhân Nguyễn Lành xinh đẹp, và biết ơn tất cả anh chị trong phòng Zoom ngày hôm nay đã nghe lắng nghe chia sẻ thành công của Hạnh, và Hạnh cảm ơn. Dạ rồi, quá là tuyệt vời ạ. Và như anh chị mình nghe chị Hành chia sẻ câu chuyện của mình, và mình cực kỳ được chuyên cảm xúc ạ. Mình cảm thấy rất là xúc động, mình cảm thấy rất là hạnh phúc cho cái câu chuyện của chị ạ. Chị Hành đó là mới tham gia nhóm rèn luyện tâm thần tỷ thôi anh chị, nhưng mà chị đã có thể đạt được những cái kết quả lớn như vậy rồi, nên là bây giờ cực kỳ tin tưởng và ra quyết định đó là trở thành doanh nhân chạm tay họ vàng luôn. Và như anh chị cảm thấy đó là một cái phúc lành rất là tuyệt vời ạ. Thật sự thì Lan rất là ngưỡng mộ chị Hoàng Hành. Yes, chị quá là tuyệt vời, chị quá là xứng đáng thành công mà có thể chuyển hóa được con của mình, có thể chuyển hóa được người chồng của mình. Bây giờ thì trời ơi, thích chị là chồng chiều nhé. Em cứ việc đó là xinh đẹp, con mọi việc còn lại để anh lo. Bây giờ anh chị cũng mong muốn là gia đình của mình là có được cái sự hạnh phúc yêu thương hòa hợp như vậy ạ. Chúng ta hãy gửi lời cảm ơn và chúc mừng tới gia nhân chị Hoàng Hạnh, và cả nhà ơi có thể công lành. Chúng ta sẽ giang tay ra để truyền năng lượng của chị Hoàng Hạnh, để chị có thể là tạo ra được những cái thành công lớn hơn nữa, để chị có thể trao giá trị giúp cho nhiều gia đình cũng có thể là hạnh phúc và đạt được cái sự thành công giống như chị nhé. 1, 2, 3, yeah! Yes. Rồi quá là tuyệt vời. Hôm nay thì Lan rất là biết ơn cho những chị Hoàng Hạnh đã dành thời gian rất là quý báu của mình để có thể chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi người. Lần đầu tiên chị lên chia sẻ trước nhiều người như vậy anh chị. Chị cũng hơi run nhưng mà sao ạ? Chị rất là tuyệt vời, chị đã bước qua vùng thoải mái của mình để có thể là nhận lành những cái sự mình lớn hơn, truyền cảm hứng cho mọi người. Điều đó rất là tuyệt vời. Và Lan rất là biết ơn tất cả các anh chị đồng hành cùng Lan trong buổi zoom sáng nay, và Lan cũng xin kết thúc buổi zoom sáng nay ở phần việc 10 điều biết ơn. Anh chị có thể là dành thời gian trong ngày để mà chúng ta sẽ việc xuống 10 điều biết ơn anh chị nhé, tại vì hôm nay thì thời gian cũng có giới hạn. Chúng ta có thể là gửi lời cảm ơn tới chủ tịch Trần Huy, tới doanh nhân Nguyễn Diệm, doanh nhân Trần Vy, doanh nhân anh Nguyễn Thắng, doanh nhân chị Đầu Hà, doanh nhân chị Kim Phượng, doanh nhân chị Hoàng Hạnh, cùng với tất cả các anh chị doanh nhân trong câu lạc bộ, đặc biệt các anh chị nhóm trưởng đã hỗ trợ để giúp cho chúng ta có một buổi sáng rất là tuyệt vời. Và Lan xin chúc cho tất cả các anh chị sẽ có một ngày 25 tháng 7 năm 2024 trong ngày hôm nay, anh chị sống tỉnh thức và hạnh phúc trọn vẹn trong từng phút giây, và mình sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu ngày của mình. Và hẹn gặp các anh chị trên đỉnh Vinh Quang cùng câu lạc bộ Chàng Trai Hảo Vang nhé. Yes. Thank you, I love you. Lan xin chào ạ.